Anh chào các bạn nhé. Lạnh quá các bạn ạ, đây đang đứng ở trên núi này nó lạnh quá. Đây ở trên cái đồi mà đồi cây mỡ mà người ta vừa khai thác ấy thì rất là lạnh. Kiểu như mặc áo thì có mặc áo phao đi theo, nhưng mà để ở dưới xe ấy. Xe thì để ở tít bên kia cơ. Thì nghĩ là đi bộ vào thì nó nóng người lên ấy. Nhưng mà thực ra thì vì trời nó khá lạnh. Không hề thấy nóng người mà lên đến trên này cảm thấy nó lạnh lắm. Buốt hết cả vào người luôn. Buốt hết người luôn các bạn ạ. Mùa đông mà, mùa đông thì nó rất là lạnh. Này các bạn, hãy dừng này. Đây. Đây là cái đồi mớ họ đã khai thác rồi, nhưng mà cây thuốc của em tìm hôm nay là phải tìm ở chỗ như thế này. Đấy, phải tìm chỗ như này. Mình đứng ở trên cái đỉnh nữa nên là rất lạnh. Giới thiệu cho các bạn một chút này. Đây các bạn nhìn thấy mấy cái nhà tôn kia không? Cái bãi kia không? Mấy cái nhà tôn kia là nhà của mỏ quặng. Mỏ quặng mà quặng chì kém ấy. Nhưng mà họ thì đào vào mấy cái núi bên kia làm hang thôi, nhưng mà hiện tại thì họ không khai thác nữa, chỉ có người còn có người trông ở đây thôi, người địa phương trông ở đây thôi. Thì trông cái hai cái trông một cái hai cái lán kia, cho nên là các bạn nhìn thấy điện sáng sáng kìa. Buổi tối thì họ sẽ vào ngủ, họ ở ngoài bản, bản của em thì ở ngoài kia. Bản của em thì ở ngoài mấy cái núi đằng xa xa kia. Ở ngoài bản kia thì họ vào đây họ trông. Họ trông mỏ ở đây, à đây. Họ mai này họ thì họ khai thác hay không thì không biết. Các bạn biết tại sao mà em lại đứng ở trên cái núi cao như này mà lại có mớ không? Tại vì ngày trước ấy, họ mỏ mấy năm trước họ mỏ họ đã làm đường vào đến đây này, cho nên là người ta đã biết là mỏ sẽ phải làm ấy, họ đã trồng mớ. Cái mớ này thì có 5 đến 7 năm đã khai thác được rồi, cho nên là họ vừa khai thác rồi. Họ đem vào đây cho mình một cái rừng này. Ở trên đỉnh núi cao này thôi nhá. Đây này, toàn núi này. Toàn cây to ở bên kia kìa. Đấy. Ôi các bạn, thì họ mới vào làm. Nói thật với các bạn là đứng ở đây nó rất là lạnh. Buổi sáng sớm này nó rất là lạnh. Hiện tại bây giờ chắc là 7 giờ, khoảng 7 giờ hơn ấy. 7 giờ hơn một chút thì em vào rất là sớm. Mà một cái thời tiết nữa nó lạnh nè. Các bạn nhìn thấy bên kia đâu. Đấy, nhìn thấy mấy cái núi đá kia chưa. Mây nó còn chưa tan hết kìa. Đấy. Sương mù này, rất là lạnh. Rất là lạnh. Như em vào đến đây rồi. Và mục đích của em vào đây hôm nay là em tìm cây thuốc để làm thuốc tắm, thuốc ngâm chân. Thì em đã giới thiệu với các bạn nhiều rồi, nhưng hôm nay em sẽ quay cho các bạn cận cảnh, bởi vì em thấy rất là hay là hôm qua cái bác bệnh cái thím của em ấy ở trong bản của em ấy là bị đau, thì em có lấy thuốc cho thím dùng, có nghe cái thuốc tắm của em ấy bảo là thím ơi, thím vừa tắm và vừa ngâm chân thì thím sẽ không bị đau nữa. Thì hôm qua thím sang bảo với em bảo là thím hết rồi thì thím hết rồi, nhưng mà ngâm vào thì nó đấy thấy nó đỡ cháu ạ, thấy đỡ rất là nhiều, không đau nữa. Nhưng mà nếu mà trái gió trở lại đau, cho nên là mình phải đi lấy về để dùng tiếp ấy. Thì em đây giới thiệu với các bạn đây. Để em bỏ cái bao tay, một cái bao tay ra đã. Để em cất một cái bao tay đi đã các bạn ạ, không thì tí nữa. Em cất cái bao tay vào đây, tí nữa lại mất cái bao tay thì lạnh lắm. Đây em giới thiệu cho các bạn này, đây. Cái cảnh mùa đông này lạnh các bạn. Đây. Đây là cây đại bi dại các bạn nhé. Đại bi dại nó mọc hoang. Đây có hai loại, một loại là trắng, à có ba loại, một loại hơi hồng, một loại trắng. Cái loại trắng kia thì hầu như là không dùng, không có tác dụng. Còn loại tuyệt vời nhất là loại này, loại đỏ này. Nó có tác dụng là làm cho đây. Làm cho những cái đuổi những cái khí ra khỏi, nó có tinh dầu, nó có mùi thơm, khi mình ngâm chân hoặc là mình dùng xoa bóp thì nó sẽ thấm thấu vào qua da của mình và nó đuổi những cái hàn khí, cái tà khí ở trong người mình ra. Đấy, giúp cho mình là bị nhức mỏi là không bị nữa này. Ho cảm cúm thì cũng xông này. Mang về là cũng xông này, cũng tắm này. Đấy, và cái rễ của nó thì có thể ngâm rượu được. Tuy nhiên là cái cây này thì em không dùng cái, không cần phải dùng cái rễ nào để ngâm rượu đâu các bạn ạ. Em chỉ dùng thân và lá của nó. Thân và lá của nó thì để làm thuốc tắm và thuốc ngâm chân. Cái thuốc ngâm chân mà em đã nghiền thành bột ấy, em giới thiệu cho các bạn nhiều rồi đấy. Cái thuốc ngâm chân kia thật sự rất là tuyệt vời luôn các bạn ạ. Nếu mà các bạn bị đau mỏi và đặc biệt là mùa đông như này, lạnh như này, thì các bạn dùng cái loại thuốc ngâm chân kia. Cái thuốc ngâm chân kia không phải là có mỗi cây đại bi này đâu. Không phải là có mỗi cây đại bi này đâu các bạn nhé. Đây. Ở đây thì cũng có mấy cây, nhưng tí nữa em sẽ lấy em giới thiệu cho các bạn trước. Cái thuốc ngâm chân của em thì có rất là nhiều cây thuốc. Có toàn cây thuốc có nhiều cái có rất là nhiều cây thuốc có
có tinh dầu cho nên nó rất là tốt. Đấy, đặc biệt là các bạn có thể dùng để tắm này và dùng để ngâm chân này nhé các bạn nhé. Đấy, dùng để tắm này, dùng để ngâm chân này. Còn cây đại bi này thì để em giới thiệu cho các bạn. Một cây nó to hơn một chút nhưng mà không thấy cây nào to hơn một chút. Cây này nó chỉ mọc ở những cái rừng đã khai thác đi thế này, và nó chỉ mọc một lần, mọc đến khi nào mà nó mọc cao rồi thì nó sẽ nở hoa rồi và nó sẽ lụi tàn đi thì mình sẽ không thấy nữa. Nếu mà muốn tìm cây đại bi này thì phải vào những cái rừng nó kiểu như người ta đã khai thác rồi này, không được vào rừng già đâu. Và những cái rừng người ta đã khai thác này hoặc là ở bờ đường này thì mới thấy cây đại bi này các bạn nhé. Còn không thì sẽ không thấy được cây này. Cây này nó tìm rất là khó. Cho nên là nó không phải là một nó là một vị thuốc rất là tốt nhưng nó không quý. Nó vẫn có nó khó khá nhiều, nếu mà mình chịu khó tìm một chút thì nó có khá nhiều. Ví dụ như đi vào những cái rừng mỡ người ta khai thác như này thì nó khó khá nhiều. Đây, nó là một cây thuốc quý nhưng nó không hiếm. Em bảo không hiếm mà bởi vì sao? Bởi vì chỗ nào nó cũng mọc được. Đây, đặc biệt đây. Đây, những cây này nhé. Dùng toàn thân này, nó đỏ hết thế này này. Cây này thì mình có thể dùng để tắm cho cả bản thân mình, cả bản thân của các con. Thực ra thì ở chỗ em thì khi mà con cái đẻ, khi mà đẻ con ra ấy, thì phải có những cái thuốc này để tắm. Tắm cho trẻ con, tắm cả mẹ và cả con. Rất là thơm và rất là khỏe. À, trẻ con thì giúp cho nó là không bị, khi tắm là không bị ốm, không bị mai này xương khớp nó cứng đây. Đây, thì cây này thì em lấy cả cây này, các bạn nhìn thấy chưa? Đây. Cây này thì các bạn có thể trồng theo cách là đây. Các bạn có thể trồng theo cách là trồng bằng cái rễ của nó này này, mau về trồng hoặc là lấy cái hoa của nó. Tuy nhiên cái hoa của nó em chả thấy có bao giờ, bởi vì những cái bé như này thì người ta đã khai thác hết rồi này, người ta dùng hết rồi, hoặc là khi mà mình không vào đây hái đúng không? Thì mấy hôm nữa thì họ về kiểu họ phát đồi đi, phát cây cối của họ đi thì họ sẽ chặt đi hết rồi đúng không ạ? Họ chặt đi hết rồi thì đâu có hoa nữa. Thường thì người ta lấy hoa của nó về thì sẽ trồng. Tuy nhiên là em thấy là cây này là em không cần phải trồng đâu, bởi vì là em chỉ lấy mọc ở trong tự nhiên thôi. Chỉ cần một cây nó còn có cây già, nó mọc, nó một nở hoa, nó bay đi thì mình lại có cây thôi. Mà thuốc tắm và thuốc ngâm chân ấy, thường thường thì ở chỗ em thì mùa đông thì họ mới dùng nhiều. Mùa đông họ mới dùng nhiều các bạn nhé. Ví dụ như mùa này thì buổi tối thì tắm là tắm, phải tắm nước nóng phải không? Các bạn phải, nếu mà các bạn không có bình nóng lạnh thì các bạn phải đun. Đun thì các bạn thả xuống thì các bạn ngâm chân. Nó ngâm chân hoặc là tắm thì nó rất là thích. Riêng nói cho các bạn, em nói cho các bạn như này này. Những cái chỗ mà làm thuốc tắm ấy các bạn. Ở đây có một cái cây to để em lấy cho các bạn. Cái này. Những cái chỗ mà làm thảo dược mà làm thuốc tắm ấy thì họ không có những cây thuốc này vào đâu các bạn ạ. Họ không có được những cái thuốc này vào đâu. Thế nhưng mà thuốc tắm của họ có rất là nhiều cây thuốc thì họ vẫn rất là hiệu quả. Trừ cái thuốc tắm mà các bạn, cái chỗ nào tắm mà của dân tộc ấy, mà của dân tộc mà ở trên vùng núi ấy, thì nó mới có cây này thôi. Còn nếu mà các bạn ở miền xuôi mà các bạn thấy có những cái nhà thuốc tắm, tắm thảo dược các kiểu kia thì họ không có đủ cây này đâu. Bởi vì cây này nó không quý, nó nhưng mà nó rất là hiếm, nó không có nhiều ấy. Nó không mọc nhiều ấy, cho nên là khi để mà dùng thì không có để nhiều để dùng đâu. Mặc dù là rất là tác dụng đây. Cái này cũng phải nhé các bạn nhé. Đây này. Cái này ví dụ nó nở hoa này, mà này nó lớn thì nó sẽ bung ra. Nếu mà em không khai thác nó thì nó bung ra, nó bay ra, nó lại mọc tiếp. Nhưng mà em sẽ khai thác nó thôi. Em sẽ khai thác nó thôi các bạn ạ. Đây. Đây, những cây như này này. Đây này, nó cũng đỏ hồng hồng đây này. Đấy. Nhưng mà nếu mà cây trắng thì từ bé nó sẽ trắng luôn nhé các bạn nhé. Từ bé nó sẽ trắng luôn. Đấy, cây trắng nó sẽ từ bé nó sẽ trắng luôn. Cây đỏ thì nó sẽ đỏ từ bé. Nói chung là cây thuốc này thì nó rất là tiện lợi, rất là hiệu quả, mà rất là dễ dàng kiếm. Các bạn ở vùng núi thì các bạn thấy thì các bạn dùng cây này, nhưng mà các bạn chưa biết ấy. Nhưng mà hầu như là ai làm thuốc thì chả biết cây này. Cây đại bi thì nó có một cây ở bên dưới, nó lá nó trắng hết. Nó nhìn nó trắng hết nữa. Cây đại bi kia nó cũng kết hợp với cây này cũng dùng rất là tốt. Đấy, đại bi ấy.
Tên nó là cây đại bi, các bác cứ tra thì biết. À ngoài ra thì em thấy một cây, cây này thì em cũng lấy rồi. Rất là ít luôn đấy các bạn ạ. Hôm nay được ít lắm, hôm nay không được nhiều đâu đây này. Các bạn ạ, làm cái thuốc tắm không phải đơn giản đâu, không có nhiều đâu. Đây. Một cây thuốc này, lạnh quá. Lạnh thật đấy, lại mưa phùn nữa lạnh. Mưa phùn nữa lạnh. Lạnh thật. Đây giới thiệu cho các bạn. Đây này. Một cây thuốc của em đây này. Nhưng mà rất tiếc là nó bây giờ nó nở hoa hết rồi, nở hoa hết rồi, vụ sau nó sẽ mọc qua Tết đi thì nó mới có nhiều đây. Các bạn có nhận ra cây gì không ạ? Các bạn nữ các bạn nhận ra cây gì không? Đây. Ôi em nhổ hết cả cây rồi. em bảo để hoa nó nở ra nhưng nhổ hết cả cây rồi. Đây các bạn. Giới thiệu cho các bạn đây là cây cỏ làm đẹp của em nhá. À, cây này khi mà mình đun nó uống kết hợp với một số vị thuốc nữa, ví dụ như là hà thủ ô này, nấm linh chi này và một số cây thuốc nữa thì sẽ thằng thế là bài thuốc làm đẹp cho chị em phụ nữ. Cái thứ nhất là nó giúp cho da dẻ chị em phụ nữ sẽ hồng hào ra, và cái thứ hai nữa là điện nước của các chị em sẽ đầy đủ nhé các bạn nhé, khí huyết nó sẽ lưu thông và điện nước đầy đủ. Mặt nếu mà có nhiều tàn nhang ấy, sử dụng nhiều ấy thì nó sẽ bớt đi. Nói thì nói thế thôi nhưng mà nếu mà để các bạn dùng cây này không để tàn nhang nó bớt đi thì rất là khó lắm. À, làm cách làm đẹp của em ấy là uống cái cỏ làm đẹp này, sau đó là em đắp mặt này, xông mặt này và em bôi rượu thuốc này. Thực sự làm đẹp nó không đơn giản một chút nào các bạn nhé. Em nói thật với chị em là làm đẹp bằng đông y, làm đẹp bình thường thì nó đã không đơn giản rồi, làm đẹp bằng đông y nó còn khó nữa. Cái thứ nhất là cần chị em phải kiên trì sử dụng. Cái thứ hai là không được bỏ cuộc. Và nó là lâu. Em để em mà bản thân em mà có một khuôn mặt như thế này thì từ nhỏ thì em đã dùng từ xưa từ trước thì lúc nào em cũng uống cỏ làm đẹp. Mặc dù dạo này gần đây em chỉ uống giải độc gan thôi, nhưng mà thỉnh thoảng có thời gian thì em phải bỏ ra cả một tháng trời để em uống cỏ làm đẹp. Thì cơ thể mình điện nước mới đầy đủ và da dẻ mình mới hồng hào được các bạn nhé. Như các bạn biết đấy, khi mà các bạn đi phẫu thuật thẩm mỹ ấy, thì nó còn mất rất là nhiều tiền thì thôi nhá, nó lại ảnh hưởng đến tính mạng nữa mà nó kiêng kỵ rất là nhiều. Thì làm đẹp bằng đông y nó cũng như vậy. Mặc dù nó khi mà uống vào thì nó có tác dụng luôn, nhưng mà nó chỉ là tác dụng ở bên trong thôi, có nghĩa là điện nước của các bạn đầy đủ. Chị em phụ nữ mà bị khô hạn ấy, mà bị khô hạn mà điện nước ấy, nó bị khô rồi kiểu như là thời kỳ tiền mãn kinh các kiểu thì nó dẫn đến là mặt bị sạm bị ấy, hoặc là không gần gũi chồng con nhiều, hoặc là không có chồng, hoặc là không có người yêu ấy, thì nó sẽ làm cho chị em như là cái sắc mặt của chị em như không có sức sống. Nhưng mà khi chị em dùng cỏ làm đẹp vào thì mặt mũi nó hồng hào, nó khác hẳn ra luôn. Đấy là những cái lợi ích mà khi dùng cỏ làm đẹp thì sẽ có. Ôi em đang giới thiệu cây cỏ làm đẹp cho các bạn, nhưng mà em lại nhìn sang đồi bên kia lại thấy một cây tầm gửi của cây gì nhỉ, nhưng mà chắc là không lấy được, cây rẻ không lấy được, cây kia nó cao không lấy được. Đây các bạn, đây là cây cỏ làm đẹp đây, chị em biết này. Đấy, lạnh quá, em cũng muốn chia sẻ với các bạn nhiều hơn nhưng mà thật sự em thấy lạnh quá rồi các bạn ạ. Đây này, lại mưa phùn nữa, mưa phùn nó lạnh quá, chắc em phải xuống núi sớm thôi. Em đi vòng vòng vào đây em tìm xong là em để em xuống núi sớm thôi các bạn, quá lạnh luôn, trời quá lạnh. Mặc mỗi một cái áo này với lại một cái áo ở trong nữa thì quá lạnh. Tí nữa này thì cong ra đây thì không chia sẻ cái thuốc cho các bạn mất. Để em hái một ít thuốc xong là em xuống núi thôi. Em chào các bạn nhé, lạnh quá.